Xin chào các bạn. Từ hồi trước đến giờ lúc nào mình cũng quay cho các bạn coi cái hồ cá này. Nhưng mà thực ra trong phòng mình á, mình còn nuôi một con cá nữa rất là đặc biệt. Đó là con cá dưa leo. Mình chào các bạn thôi. Thực ra quả dưa leo này là mình để hôm Tết này các bạn nè. Mình thả ở đây cho con cá ở phía dưới nó ăn thôi. Các bạn thấy không? Một loài cá mà có thể sống ở trong một không gian rất là chật hẹp, đó là cái xô này các bạn này, mình nuôi nó trong cái xô này đó, chịu được cái nước dơ đến như vậy mà vẫn sống khỏe, vẫn lớn ào ào luôn đó. Đến nỗi mà mình nhiều khi mình không dám cho nó ăn nhiều, sợ lớn nhanh quá đó. Và nguyên nhân mà mình để nó trong cái xô này á, là bởi vì mình cũng muốn mang nó ra ngoài lắm, nhưng mà nếu mà nuôi chung với cá khác thì nó sẽ cắn cá khác, cho nên là mình quyết định mình nuôi nó ở đây chờ nó lớn lớn xíu nữa. Đợi thời gian nữa mình mua được nhà rồi cái mình sẽ xây hồ cho nó, mình để nó ngoài hồ. Rồi bây giờ mình sẽ thay nước, đi thay nước để cho các bạn xem nó là con cá gì nha. Đây, chân dung của nó đây. Nó chính là con cá phát tài các bạn ạ. Các bạn thấy nó sống khỏe không? Mình thay nước cho nó này, mình vừa lau cái thành xô này. Rồi mình chẳng cho tí nước nào hết. Trừ trường hợp nó búng một cái thì hơi giật mình tí thôi chứ. Còn lại á, mình thay nước như vậy nó vẫn sống vô tư luôn các bạn ơi, nó sống khỏe lắm. Rồi để mình cho nước vô cho nó. Rồi mình thay nước cho nó rồi các bạn này. Và mình để ý cái con này nó hay lắm các bạn. Cứ mỗi lần mình mới thay nước xong á, thế nào nó cũng ị một cái. Giống như là từ cái phân của nó làm cho nước nó cân bằng hơn á, nó giống môi trường tự nhiên hơn á. Rồi chưa hết khủng khiếp về loài cá này đâu các bạn ơi. Loài cá này nhiều cái hay lắm. Con này là con phát tài nha các bạn, mình nhắc lại con này là con phát tài này. Tức là có người gọi nó là con tai tượng trắng á. Nó giống cá tai tượng nhưng mà nó màu trắng trắng hồng hồng nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thêm một điều khủng khiếp về nó nữa. Đây là muối. Các bạn thường hay được khuyên là khi mà mình cho nước, cho muối vào nước nuôi cá đó, thì mình dùng muối hột đúng không? Còn mình á, riêng với cái con này này, mình cho hẳn muối iốt luôn. Nhiều người kêu cho những cái loài khác á, là cho muối iốt vào lá chết á. Riêng loài này vô tư luôn, không sao luôn. Mình cho nửa muỗng này luôn nè. Các bạn thấy nó sống khỏe chưa? Và còn một cái hay nữa của loài cá này á, đó là lúc trước á, mình còn nuôi trong hồ kính á, là cứ mỗi lần mà mình cho nó ăn á, mình chỉ cần gõ nhẹ vào kính thôi là nó bắt đầu nó quẫy đuôi nó lại, là nó đòi ăn, nó nhìn nó lên tưởng giống như con chó nó quấn quýt mình vậy đó, nó cuống lên á, nhìn vui lắm. Với lại á, khi mà bạn để đồ ăn á, để trên mình này đó, là nó phóng lên luôn, nó phóng lên nó đớp đồ ăn luôn, nhìn thích lắm. Hồi đó là mình hay nhử đồ ăn mình này là nó phóng lên nó ăn rồi. Nó có khi là mình vừa thả đồ ăn vô chưa kịp rớt xuống nước là nó nhảy lên rồi đó. Rồi nhưng mà mình nhắc các bạn này, loài cá này là loài cá có kích thước rất là lớn nha. Đó, mình chỉ nuôi tạm ở trong này thôi. Đó, sau này mình có hồ xây ở ngoài rồi mình sẽ thả nó ở ngoài, mình sẽ mua thêm mấy con nữa mình thả. Tại mình ham quá, mình thích cái loài này quá cho nên mình mới mua trước một con, mình để nó trong này thôi, thỉnh thoảng mang ra ngắm nó thôi. Đó, một loài cá này. Đó, sống cực kỳ khỏe, nước dơ sống được luôn. Đó, nước muối iốt ok luôn, không sao hết. Ăn cái gì cũng được, động vật, thực vật ăn được hết, rau, củ, quả, khoai tây, cà rốt, đủ hết các loại, cái nào cũng ăn được hết, thịt thà, cái gì cũng ăn được hết luôn. Rồi, là còn biết nhảy lên đớp mồi nữa, quá tuyệt vời phải không các bạn? Rồi, nếu các bạn thấy hay thì nếu mà vào có không gian nữa đó, thì kiếm một con nuôi đi các bạn, tuyệt vời lắm.